Thủ tướng Estonia tuyên bố phương Tây cần hỗ trợ Kiev để giáng đòn lên Nga. Ukraine tập kích tổ hợp chống UAV của Nga bằng pháo HIMARS. Nga phản ứng bất ngờ khi báo Đức tiết lộ tài liệu mật về chiến tranh với NATO. Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Putin sẽ thăm Triều Tiên. Iran dội tên lửa vào Iraq và Syria, đáp trả vụ đánh bom khiến hàng trăm người thiệt mạng. Israel tấn công dồn dập vào các mục tiêu trên khắp giải Gaza. Giữa bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ ba, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho rằng phương Tây cần hỗ trợ Kiev để giáng đòn quyết định vào Nga. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với The Times, bà Kaja Kallas đã bày tỏ niềm tin về việc châu Âu có khoảng từ 3 đến 5 năm để chuẩn bị cho mối đe dọa quân sự có thể phát sinh từ Nga ở phía đông của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Bà Kalachik dẫn ước tính của tình báo Estonia cho rằng Nga trong trường hợp giả định về một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine sẽ mất từ 3 đến 5 năm để khôi phục mối đe dọa quân sự ở biên giới phía đông của các thành viên NATO. Bà nhấn mạnh, điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc chúng ta có thể duy trì sự đoàn kết và lập trường của mình đối với Ukraine như thế nào, bởi vì Nga cần tạm dừng và việc tạm dừng này là để tập trung nguồn lực và sức mạnh của mình. Trong khi đó, ngày 15 tháng 1, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cảnh báo rằng thời gian không còn nhiều để Quốc hội Mỹ thông qua dự luật mới nhằm cấp ngân sách viện trợ cho Kiev. Xung đột bên trong nội bộ Mỹ đang khiến dự luật 60 tỷ đô la Mỹ của Nhà Trắng chưa được thông qua, khiến cho Ukraine đối diện với nguy cơ cạn kiệt nguồn lực cho cuộc chiến tiêu hào. Theo Ngoại trưởng Ukraine, việc phương Tây gửi thêm tiền viện trợ cho Ukraine sẽ có thể giúp nato tránh được cuộc đối đầu trực tiếp với nga nếu kịch bản xung đột như trên xảy ra quân đội mỹ sẽ buộc phải can thiệp ông kuleba nói cho dù cái giá của việc hỗ trợ ukraine hiện nay là bao nhiêu thì cái giá để khắc phục tình trạng hỗn loạn trên thế giới nếu ukraine thua cuộc sẽ cao hơn rất nhiều ông cũng cảnh báo mỹ và đồng minh rằng nếu nga chiến thắng điều này sẽ phát đi một tín hiệu tới các đối thủ khác của phương tây ngoại trưởng ukraine khẳng định ukraine sẽ không bao giờ nhượng bộ nga ông nói ngay cả khi chúng tôi cạn kiệt vũ khí, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng sẻng bởi vì điều mà Ukraine đang bị đe dọa ở đây chính là sự tồn tại của quốc gia này. Nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine cũng loại trừ khả năng tổ chức bất cứ cuộc đàm phán nào với Nga cho đến khi Kiev có được vị thế mạnh hơn nhiều trên chiến trường. Ông thừa nhận quân đội Nga đã rút ra bài học và hiện thích ứng tốt hơn nhiều với cuộc chiến này, nhưng cảnh báo Nga sẽ nhận thêm nhiều thất bại hơn trong năm 2024. Trong khi đó, các binh sĩ Ukraine nói rằng hỏa lực vượt trội cũng như số lượng và chất lượng của máy bay không người lái mà Nga sở hữu đang khiến cuộc chiến trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn đối với lực lượng Kiev. Cùng ngày 15 tháng 1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng chiến sự tại Ukraine có thể lan rộng nếu Nga giành chiến thắng nên các nước cần tiếp tục hỗ trợ Kyiv. Thủ tướng Sunak phát biểu trước quốc hội Anh rằng nếu tổng thống Nga Vladimir Putin giành chiến thắng ở Ukraine, ông ấy sẽ không dừng lại ở đó. Đó là lý do an ninh của Ukraine cũng là an ninh của Anh, đó cũng là lý do chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và tôi tin tưởng rằng các đối tác của Anh cũng có chung quyết tâm như vậy. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có những diễn biến mới căng thẳng. Ngày 15 tháng 1, kênh Geroman trên hướng Marinka, lực lượng Ukraine tại tâm điểm làng Novomikalovka đang nguy cấp. Quân đội Nga đang thực hiện các cuộc tấn công dữ dội từ ba hướng. Kênh này cho biết, theo thông tin của chúng tôi, quân đội Nga đang chuẩn bị rời khỏi khu định cư trong thời gian tới. Theo kênh Suri Jakmak, tại phía tây thành phố Marinka, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến nhỏ từ nhà thờ các thánh ở ngoại ô Ryohiivka trên mặt trận Khai Sơn trong 3 ngày qua, các trận chiến tiếp tục diễn ra ở đầu cầu Green Key, nơi gần như bị phá hủy hoàn toàn sau những trận pháo kích dữ dội. Quân đội Nga tiếp tục tấn công nhằm đánh vào lực lượng đối phương khỏi đầu cầu này. Trận chiến đang trở nên tốn kém cho cả hai bên. Tuy nhiên, quân đội Ukraine phải chịu thương vong nghiêm trọng nếu cố gắng đưa đợt quân mới đến bờ phải Dnipro. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 15 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ở hướng thành phố Kupyang, tỉnh Kharkiv, Nga ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraina gần làng Sinkovka, tỉnh Kharkiv và tấn công vào các khu vực định cư Petropavlovka, Berestovoye, tỉnh Kharkiv và Sten tỉnh Luhansk. Tại tỉnh Zaporizhia, quân đội Nga tấn công vào các lữ đoàn Ukraine ở các làng về Robotine và Novopokrovka khiến Ukraine mất hai binh lính, hai xe chiến đấu bọc thép, một khẩu pháo D-30 cùng một số phương tiện cơ sở khác. Về phía Ukraine, ngày 15 tháng 1, Ukrainska đã đưa tin Báo cáo tổng hợp của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 18 giờ ngày 15 tháng 1 cho biết, tình hình vùng chiến sự phía đông và phía nam Ukraine vẫn khó khăn. Báo cáo có đoạn, tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn khó khăn. Trong ngày, 86 cuộc đụng độ đã diễn ra, tổng cộng đối phương đã phóng một tên lửa và tiến hành 31 cuộc không kích và 51 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Báo cáo chỉ ra rằng, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga ở Kupiang, Liman, Bakhmut, Marinka và Zaporizhia. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị của chúng tôi khỏi đầu cầu bên tả ngạn sông Dnipro. Vì vậy, trong vòng 24 giờ qua, họ đã tấn công vào các vị trí của quân ta, nhưng bất thành. Trong ngày 15 tháng 1, các máy bay chiến đấu và trực thăng của Ukraine tấn công 22 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự và hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Còn lực lượng tên lửa Ukraine đánh trúng khu tập trung quân đội Nga, ba khẩu pháo và hai radar mới đây tổng biên tập tờ báo ăn hờ của anh ông freddy sayer đã phỏng vấn cựu trợ lý tổng thống ukraine zelensky ông alexei arestovich gần một năm sau khi ông rời bỏ tổng thống zelensky ông arestovich đã chuyển đến mỹ và nói rằng kiev muốn ông bị bắt vì những cáo buộc bịa đặt về mặt chính trị trong cuộc phỏng vấn được tờ Anho công bố vào ngày 15 tháng 1, ông Arestovic tiết lộ rằng Ukraine có cơ hội đạt được hòa bình tại các cuộc đàm phán ở Istanbul năm 2022, nhưng điều gì đó hoặc ai đó đã thay đổi suy nghĩ của Tổng thống Zelensky. Arestovic nói với tổng biên tập tờ báo Anho rằng, Tôi là một thành viên của quy trình Istanbul và đó là thỏa thuận có lợi nhất mà chúng tôi có thể thực hiện được. Ông cho biết, phái đoàn Ukraine đã mở trai sâm banh khi họ quay trở lại Kiev và tin rằng thỏa thuận đã được thực hiện. Theo cựu trợ lý của tổng thống Ukraine, các cuộc giao thức đã được chuẩn bị 90% cho cuộc gặp trực tiếp giữa ông Zelensky và tổng thống Nga Vladimir Putin. Khi ông Zelensky hủy bỏ các cuộc đàm phán, việc ông từ chối các cuộc đàm phán được nhiều người cho là do vụ thảm sát Bucha mà Ukraine cáo buộc Nga gây ra, nhưng Arestovic nói rằng ông không biết điều đó thực tế. Arastovich nói có điều gì đó hoàn toàn đã thay đổi suy nghĩ của Tổng thống Zelensky và các nhà sử học sẽ phải tìm ra câu trả lời cho những gì đã xảy ra. Anh Hờ dẫn lời ông Andretovic nói, Rất nhiều người nói rằng chính Thủ tướng Boris Johnson đã đến ép và chấm dứt cuộc đàm phán này với Nga. Tôi không biết chính xác điều đó là đúng hay sai. Ông ấy đến Kiev nhưng không ai biết họ nói về điều gì. Tôi nghĩ ngoại trừ Zelensky và chính Boris Johnson. Vai trò của ông Sosun trong việc phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul đã được hãng tin Ukraina-Pravda đưa tin sớm nhất vào tháng 5 năm 2022. Theo tờ báo này, ông đến Kiev với hai thông điệp đơn giản rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là tội phạm xung đột, không nên đàm phán và ngay cả khi Ukraina sẵn sàng ký một loại thỏa thuận nào đó với Nga, phương Tây thì không. Lãnh đạo đảng của ông Zelensky trong Quốc hội Ukraina, David Arakamiya, đã đề cập đến chuyến thăm trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11 năm 2023 diễn giải thông điệp của ông Johnson là nói với người Ukraine hãy tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, cựu Thủ tướng Anh đã bình luận về vấn đề này vào tuần trước, nói rằng ông chỉ nói với Tổng thống Zelensky rằng Vương quốc Anh sẽ ủng hộ Ukraine 1.000% và rằng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào với Nga sẽ là khó khá chịu. Tuy nhiên, ông khẳng định mình không ra lệnh cho bất cứ ai làm bất cứ điều gì. Theo ông Arestovic, cuộc xung đột hiện đã phát triển ra ngoài Nga và Ukraine, đẩy phương Tây tập thể chống lại miền Nam toàn cầu. Ông nói với An Hơ rằng, chúng ta phải đàm phán về một hệ thống an ninh hoàn toàn mới cho châu Âu, có tính đến tất cả các khía cạnh của vấn đề này. Đồng thời cho biết thêm rằng NATO sẽ cần thảo luận với Nga về những gì cần làm để đảm bảo không sử dụng lực lượng quân sự ở châu Âu để quyết định các vấn đề chính trị. Cựu trợ lý Tổng thống Zelensky cho biết, Có lẽ tôi nên nói thêm rằng tôi hoàn toàn bi quan về điều này sẽ xảy ra. Tôi nghĩ chúng ta phải đối mặt với 10 hoặc 15 năm xung đột ở châu Âu. Mới đây, đại diện Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Vadim Skibitskyi đưa ra thống kê cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã sản xuất 2 triệu quả đạn 122mm và 152mm vào năm 2023, vì quan chức Ukraine nhấn mạnh. Loại đạn 122 mm và 152 mm là cần thiết cho pháo binh nga, bởi họ vẫn theo thiết kế của Liên Xô. Ông Skibiski cho rằng người nga cũng mang đạn pháo từ Belarus về, sau đó mua ở Iran rồi những lô lớn đến từ Triều Tiên. Ông Skibiski cho biết Kiev biết rõ đạn pháo được vận chuyển tới nga bằng tuyến đường nào, chúng được lưu trữ ở nhà kho nào và được đưa tiếp ra mặt trận ra sao. Theo ông Skibitsky, trong năm 2024, Moscow có kế hoạch tăng cường sản xuất đạn dược, nhưng gặp một số vấn đề liên quan đến thiếu linh kiện, nhân sự có trình độ và năng lực sản xuất. Ông Vadim Skibitsky nói rõ, đánh giá của chúng tôi là Liên bang Nga sẽ thiếu hụt các mức khoảng 500.000 viên đạn và họ sẽ cố gắng tìm nguồn bổ sung ở đâu đó. Phía Kiev cho biết, để bù đắp sự thiếu hụt, Triều Tiên đã tích cực cung cấp đạn dược cho Liên bang Nga trong suốt mùa thu năm 2023. Tình báo Ukraine khẳng định có một khoảng triệu quả đạn pháo 122mm và 152mm, ông Skibitsky nói thêm. Đây chính xác là sự thiếu hụt mà Moscow gặp phải về mặt đạn dược và không thể bù đắp bằng sản lượng của chính mình khi được hỏi về việc Triều Tiên cung cấp tên lửa đạn đạo cho Moscow và việc sử dụng chúng ở Ukraine, vị quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng các thông tin liên quan đang được thu thập. Trước đó, ngày 4 tháng 1 năm 2024, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Nga đã mua tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên, chúng đã được sử dụng để tấn công Ukraine. Cụ thể là loại KN-23, một số mảnh vỡ tại hiện trường đã cho thấy khá rõ điều này. Tiếp đó vào ngày 9 tháng 1, ông Kirby thông báo rằng Ngoại trưởng của 47 quốc gia, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antonio Blinken và đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU đã đưa ra một tuyên bố chung lên án việc Triều Tiên xuất khẩu và việc Nga mua tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, cũng như việc Nga sử dụng những tên lửa này chống lại Ukraine. Ông Kirby nhấn mạnh, việc Nga chuyển tên lửa đạn đạo từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vi phạm trực tiếp nhiều nghị quyết an ninh của Liên Hợp Quốc Đối diện với những cáo buộc trên, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn khẳng định họ chưa cung cấp cho Nga bất cứ quả đạn pháo hay tên lửa đạn đạo nào. Trong bản tin phát đi ngày 10 tháng 1, hãng thông tấn Sputnik của Nga cho biết khi được hỏi điện Kremlin bình luận thế nào về cáo buộc của Nhà Trắng, rằng Nga có thể sử dụng tên lửa do Triều Tiên cung cấp để tấn công Ukraine. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin Ông Dmitry Peskov nói, không bình luận, chúng tôi không có bình luận gì về điều đó. Gần đây, Nga và Triều Tiên đã kêu gọi thắt chặt quan hệ quân sự. Tuy nhiên, hồi tháng 11 năm 2022, một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng chưa bao giờ có thỏa thuận vũ khí với Nga và không có kế hoạch làm như vậy trong tương lai. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nước này cung cấp đạn dược cho Nga trước đó truyền thông nhật bản cũng đưa tin rằng triều tiên đã vận chuyển đạn dược bao gồm cả đạn pháo tới nga bằng tàu hỏa kcna dẫn lời người phát ngôn bộ ngoại giao nhấn mạnh việc truyền thông nhật bản đưa tin sai sự thật rằng cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên cung cấp đạn dược cho nga là không đáng để bình luận hay giải thích theo người phát ngôn trên triều tiên vẫn không thay đổi lập trường nguyên tắc của mình về vấn đề giao dịch vũ khí với nga điều chưa bao giờ xảy ra Cơ quan an ninh Ukraine vừa tuyên bố bắt giữ một lính nước ngoài của công ty quân sự Wagner ở tỉnh Rivne. Theo Pravda đưa tin, người này bị cáo buộc được tình báo Nga điều động đến Ukraine để tiến hành các hoạt động phá hoại. Văn phòng công tố tỉnh Rivne, cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết, binh sĩ nước ngoài của lực lượng Wagner là công dân Belarus 34 tuổi, Người này từng là thành viên của một số nhóm chiến binh vũ trang tại các vùng lãnh thổ ly khai Lugang và Donetsk từ năm 2014 đến năm 2017 để chống lại quân đội Ukraine. Năm 2023, người đàn ông này bắt đầu gia nhập đơn vị pháo binh lực lượng Wagner và tham gia các hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng vũ trang Ukraine gần Bakhmut ở tỉnh Donetsk. SBU chỉ rõ rằng sau khi tham gia vào cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut và các khu định cư lân cận, Người lính nước ngoài của Wagner quay trở lại Belarus, nơi anh nhận nhiệm vụ mới từ người quản lý của mình. Văn phòng công tố Ukraine báo cáo rằng, vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, chiến binh này đã vượt biên trái phép sang Ukraine để thực hiện một nhiệm vụ do người chỉ huy giao phó. Nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị một chiến dịch phá hoại nhằm vô hiệu hóa các khu vực miền trung Ukraine. Cụ thể, Người đàn ông này được cho là đã cài đặt thiết bị theo dõi GPS trên các cơ sở hạ tầng năng lượng tại Ripne để Nga có thể dò được tọa độ chính xác của các mục tiêu này khi tiến hành các cuộc không kích trong tương lai. Báo cáo của SBU cho biết, họ đã biết về kế hoạch của Nga khi chiến binh Wagner vẫn còn ở Belarus. Kể từ đó, tình báo Ukraine đã theo dõi chặt chẽ các hành động của người này, từ việc vượt biên giới đến việc tới địa điểm có ý định phá hoại ở Ukraine. Bình sĩ nước ngoài của lực lượng Wagner đã bị bắt quả tang khi anh này cố gắng gắn thiết bị theo dõi GPS và các trụ đỡ của đường dây điện cung cấp điện cho khu vực đô thị Kiev. Theo văn phòng công tố, vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Sani thuộc tỉnh Rivne binh sĩ nước ngoài của Wagner đã sử dụng hộ chiếu giả của một công dân Ukraine để che giấu hoạt động của mình. Hiện nghi phạm bị tạm giam mà không có quyền bảo lãnh. Nếu bị kết tội, chiến binh nước ngoài này có thể đối mặt án phạt tù 15 năm hoặc trung thân. Ngày 15 tháng 1, người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov cho biết tổng thống nga vladimir putin sẽ thăm triều tiên trong thời gian tới và chuyến thăm sẽ được thảo luận thêm qua các kênh ngoại giao giữa hai nước ông peskov nói tổng thống vladimir putin đã có lời mời tới thăm chính thức bình nhưỡng chúng tôi hy vọng chuyến thăm như vậy sẽ diễn ra và tổng thống nga sẽ tới thăm triều tiên trong tương lai gần thời gian của chuyến thăm sẽ được điều phối thêm thông qua các kênh ngoại giao Người phát ngôn điện Kremlin thông tin về việc ông Putin sẽ thăm Triều Tiên trong bối cảnh Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Sơn Huy đang có chuyến công du Nga từ ngày 15 đến 17 tháng 1. Khi được hỏi về khả năng bà Cho sẽ hội kiến ông Putin, ông Peskov nói Moscow không loại trừ cuộc gặp như vậy. Bên cạnh đó, ông Peskov nói Moscow kỳ vọng cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Cho Sơn Huy sẽ diễn ra toàn diện và thực chất. Ngày 16 tháng 1, hai nhà ngoại giao hàng đầu có cuộc hội đàm tại thủ đô Moscow và Nga. Người phát ngôn điện Kremlin cho hay cuộc đối thoại ở mọi cấp độ với Triều Tiên sẽ tiếp tục và đây là lý do tại sao chúng tôi mong đợi những cuộc đàm phán tốt đẹp thực chất và hiệu quả. Trước đó hồi tháng 10 năm 2023, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã có chuyến thăm Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiếp ông Lavrov trong chuyến thăm này. Trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đã đạt tầm chiến lược mới về chất. Theo hãng tin TASS của Nga, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định mối quan hệ giữa hai nước đã đạt tầm chiến lược mới về chất sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un Tại sân bay vũ trụ Vostokny ngày 13 tháng 9 năm 2023, ông nhấn mạnh Nga ủng hộ tuyệt đối đường lối và quyết tâm của Triều Tiên nhằm bảo vệ nền độc lập và quyền của người dân nước này trong việc quyết định vận mệnh và lựa chọn con đường phát triển của mình. Gần đây, xuất hiện một video trên Telegram cho thấy, đơn vị máy bay không người lái UAV Shadow của Ukraine đã tập kích hệ thống tác chiến điện tử sử dụng trí tuệ nhân tạo AI RB-109A Bilina của Nga tại mặt trận Donetsk. Trong đoạn video, UAV trinh sát của đơn vị Sado đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện một xe tải của tổ hợp RB-109A Bilina đang ngẩn nấp dưới lùm cây. Sau đó, UAV thông tin chuyển toàn độ mục tiêu về sở chỉ huy để triển khai đòn tập kích bằng pháo phản lực HIMA. Đạn pháo từ hệ thống HIMA không đánh trúng xe của tổ hợp RB-109A Bilina, song phát nổ ngay gần đó và mảnh văng từ vụ nổ đã xuyên qua phương tiện này khiến nó từ từ bốc cháy. Tài khoản của đơn vị Sado cho biết, sau đó nó đã bị cháy rụi hoàn toàn. Đơn vị này cũng tiết lộ thêm rằng, tổ vận hành Nga đang nấp trong hầm trú ẩn gần đó vào thời điểm vụ tập kích xảy ra. Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Hệ thống tác chiến điện tử RB-109A Bilina được giới thiệu lần đầu vào năm 2017 và dự kiến bắt đầu biên chế cho quân đội Nga từ năm 2018. Tuy nhiên, sau đó đã bị trì hoãn nhiều năm do gặp vấn đề trong khâu thử nghiệm, theo truyền thông nước này. Theo truyền thông của Ukraine, Hệ thống tác chiến điện tử RB109A Bilina đã được giới thiệu lần đầu vào năm 2017 và dự kiến sẽ bắt đầu phục vụ trong quân đội Nga từ năm 2018. Tuy nhiên, sau đó việc triển khai đã phải chịu sự trì hoãn kéo dài nhiều năm do gặp phải các vấn đề trong quá trình thử nghiệm. Tháng 10 năm 2013, tình báo Pháp cho biết Moscow đã hoàn thành thử nghiệm hệ thống tác chiến điện tử RB109A Bilina trước tiến độ dự kiến và sẽ triển khai chúng tới chiến trường Ukraine với số lượng lớn hệ thống RB109A Bilina bao gồm 5 xe tải và các thiết bị hỗ trợ. Sau khi được triển khai, hệ thống này có khả năng tự động thiết lập kết nối với các cấp lãnh đạo cao cấp như sở chỉ huy, tiểu đoàn, sở chỉ huy đại đội và các thiết bị gây nhiễu độc lập. Điều này tạo nên một mạng lưới tăng chế điện tử mà tổ hợp này đóng vai trò là trung tâm điều phối. Toàn bộ quá trình truyền thông tin diễn ra theo thời gian thực, sử dụng công nghệ AI, hệ thống có khả năng tự động phát hiện, xác định vị trí thiết bị phát sóng vô tuyến của đối phương ở khoảng cách hàng trăm km. Sau đó hệ thống này sẽ phân tích tín hiệu và chọn ra thiết bị gây nhiễu phù hợp nhất để vô hiệu hóa mối đe dọa. Một báo cáo cho biết tổ hợp RB109 Abilina có thể giúp hiệu suất tác chiến điện tử của mạng lưới tăng thêm 50%. Theo Fox, các tính năng này giúp RB109 Abilina được gọi là khắc tinh của UAV. Trong cuộc tập kích của lực lượng Ukraine, tổ hợp này dường như không hoạt động hoặc chưa thiết lập mạng lưới liên kết với các thiết bị gây nhiễu khác, do đó không thể vô hiệu hóa được UAV trinh sát của đối phương. Đây không phải lần đầu tiên khí tài hiện đại của Nga không khắc chế được vũ khí mà chúng được coi là khắc tinh. Ngày 2 tháng 1, Bộ Quốc phòng Ukraine đăng video cho thấy lực lượng nước này phá hủy tổ hợp radar phản pháo Zatchev AV của Nga ở mặt trận phía Nam bằng pháo Hima, một ngày sau khi Moscow xác nhận đã triển khai khí tài này trên chiến trường. Theo giới chuyên gia phương Tây, đây là tổ hợp radar phản pháo hiện đại nhất có trong biên chế của quân đội Nga, được kỳ vọng sẽ cung cấp khả năng chống lại pháo phản lực Hima loại vũ khí này đã gây nhiều thiệt hại cho lực lượng Moscow từ đầu cuộc chiến và đến nay vẫn chưa có bất kỳ chiếc nào bị hủy. Tháng 11 năm 2023, trên mạng xã hội xuất hiện video khoảnh khắc quân đội Ukraine ném bom dẫn đường Zidam vào trần địa tổ hợp gây nhiễu Poly-21 của Nga ở tỉnh Zaporizhia, khiến ba cột anten bị phá hủy. Poly-21 được thiết kế để vô hiệu hóa các cuộc tấn công từ UAV, tên lửa hành trình và bom sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GPS như Zidam. Do đó, khả năng cao rằng nó không hoạt động trong thời điểm vụ tấn công được diễn ra. Thời gian qua, đã xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang của Ukraine, tướng Valery Zaluzny xảy ra mâu thuẫn. Bloomberg mới đây đã dẫn nguồn tin riêng cho biết Mỹ đang lo lắng về sự chia rẽ ngày càng tăng giữa ông Zelensky và ông Zaluzny. Sự giãn nứt này được cho là đang cản trở những nỗ lực quân sự tại Kiev. Bloomberg đưa tin chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang khuyến khích Ukraine điều chỉnh kế hoạch chống lại Nga vào năm 2024. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Washington lo ngại rằng sự khác biệt giữa ông Zelensky và tướng Zaluzhny đang làm chậm nỗ lực xây dựng chiến lược mới. Một nguồn tin giấu tên tiết lộ, Mỹ phải hiểu rõ kế hoạch của Kiev để xác định làm thế nào nước này có thể điều chỉnh tốt nhất sự hỗ trợ của mình để giúp Ukraine tự vệ trong năm tới. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết, bên lề hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Davos, Cổ vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan có thể sẽ nêu vấn đề này với ông Zelensky. Gần đây, Chủ tịch WEF, Boge Prende thông báo rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẽ tham dự sự kiện cấp cao, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 19 tháng 1. Theo Bloomberg, căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zalukny nổi lên vào tháng 11, khi Tổng thống tức giận vì vị tướng nhận định cuộc chiến đã đi vào bế tắc, không biết nào có thể tiến lên vì trang bị công nghệ ở trình độ ngang nhau. Ngay sau đó, Tổng thống Ukraine đã phủ nhận điều này và chỉ trích Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang. Sau đó, ông Zalukny đã rút lại bình luận của mình, nhưng căng thẳng vẫn còn, mặc dù có những khẳng định chính thức rằng ban lãnh đạo là thống nhất. Bloomberg cũng cho biết thêm, hiện ông Zelensky và ông Zalukny cũng đang bất đồng về việc huy động vốn cần thiết để bổ sung quân số cho quân đội Ukraine, nơi đang bị tổn thất nặng nề. Tháng 12 năm 2013, tờ báo Ukrainska Pravda đưa tin rằng Tổng thống Zelensky đã ra lệnh cho quân đội mà bỏ qua Tổng tư lệnh. Theo các nguồn tin, cả hai đã bất hòa trong nhiều tháng, nhưng cuộc phản công thất bại của Kiev đã khiến căng thẳng trở nên trầm trọng hơn. Về phía Nga, Tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết việc ngăn chặn cuộc phản công do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hậu thuẫn của Ukraine là mục tiêu chính mà quân đội Nga đạt được vào năm 2023. Theo ông Shoigu, trong những ngày gần đây, quân đội Nga liên tục thuận lợi trong việc giành quyền kiểm soát các vị trí của đối phương và mở rộng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của mình theo mọi hướng trên tiền tuyến. Ngày 15 tháng 1, Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin cho biết hơn 600 máy bay chở khách dự kiến sẽ được sản xuất ở Nga trong vòng 6 năm tới. Ông Mitsutin nói, trong 6 năm tới, Nga sẽ sản xuất hơn 600 máy bay phản lực hoàn toàn trong nước. Theo Thủ tướng Mikhail Mitsutin, máy bay siêu vật lực MC-21 sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội bay của các hãng hàng không Nga. Trong khi các máy bay IL-114 và Tu-214 sẽ phục vụ cho các chuyến bay tầm trung. Bên cạnh đó, ông Mitsutin nhấn mạnh việc sở hữu một đội bay hiện đại là điều quan trọng, giúp cho các vùng đất rộng lớn của Nga được kết nối với nhau. Ông Mikhail Mitsutin lưu ý rằng chính phủ Nga đã bật đèn xanh cho chương trình mở rộng sản xuất máy bay, động cơ và thiết bị, cho phép sử dụng quỹ của Quỹ Tài sản Quốc gia để tài trợ cho chương trình. Chương trình này cung cấp việc tái trang bị kỹ thuật cho các nhà máy sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất và tiến hành công việc xây dựng, bao gồm phát triển vật liệu mới và cơ sở linh kiện điện tử. Thủ tướng Mikhail Mitsutin cũng nói về sự cần thiết phải đẩy mạnh sản xuất ô tô và xe buýt ở Nga trong những năm tới theo chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2035 thủ tướng mikhail mitsutin nhận định ngành công nghiệp ô tô nga phải đối mặt với những nhiệm vụ lớn trong vài năm tới nga thúc đẩy sản xuất ô tô và xe buýt trong nước bao gồm cả việc khởi động lại các địa điểm của công ty nước ngoài đã rời khỏi thị trường nga cũng như thông qua việc tăng cường nội địa hóa và khuyến khích năng lực kỹ thuật khoa học của nga nâng cao tính cạnh tranh trong sản xuất theo ông nga nên thiết lập việc sản xuất ô tô với hệ thống động cơ tiên tiến như động cơ điện động cơ hybrid và động cơ hydro các nước phương Tây triển khai chiến dịch trừng phạt toàn diện chống lại Nga sau khi nước này triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Liên minh châu Âu EU cấm cung cấp máy bay dân dụng và phụ tùng cho Nga và buộc các bên cho thuê phải chấm dứt hợp đồng với các hãng hàng không Nga. Dịch vụ bảo trì và bảo hiểm máy bay cũng bị cấm. Các nước EU cùng với Mỹ, Canada và một số nước khác đã đóng cửa bầu trời đối với máy bay Nga. Ngày 15 tháng 1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngoại trưởng nga sergei lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp iran hossein amira dolahian và thảo luận về tình hình leo thang ở trung đông cũng như việc mỹ và anh tấn công lực lượng houthi ở yemen tuyên bố của bộ ngoại giao nga nêu rõ cuộc điện đàm đặc biệt tập trung vào tình hình leo thang tại trung đông cả hai bộ trưởng đã kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức ở giải gaza và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động viện trợ nhân đạo đến khu vực này nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho những người dân thường xuyên bị ảnh hưởng các ngoại trưởng cũng lên án mạnh các cuộc tấn công trên lãnh thổ Yemen do nhóm quốc gia mà Mỹ và Anh dẫn đầu thực hiện. Hai ngoại trưởng cũng thảo luận về việc tăng cường liên lạc và phối hợp ở tất cả các cấp và nhấn mạnh cam kết chung đối với các nguyên tắc cơ bản của quan hệ giữa Nga và Iran. Những nguyên tắc này bao gồm tôn trọng vô điều kiện chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các nguyên tắc khác của hiến trương Liên hợp quốc. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Sharp cho biết, Anh không loại trừ khả năng thực hiện thêm hành động quân sự chống lại lực lượng Houthi tại Yemen mặc dù London chưa có kế hoạch cụ thể về việc gia tăng các cuộc tấn công chống lại nhóm này. Trong khi đó, trường đoàn đàm phán của phong trào Houthi ở Yemen, Mohamed Abdul Salam, đã cảnh báo rằng lực lượng này sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào những con tàu liên quan đến Israel. Theo ông Abdul Salam, lập trường của Houthi vẫn không thay đổi ngay cả khi liên quân do Mỹ đứng đầu thực hiện các cuộc không kích và các mục tiêu của nhóm này. Ông Abdul Salam cũng khẳng định rằng các yêu cầu của Houthi vẫn bao gồm việc yêu cầu Israel dừng chiến dịch tại giải Gaza và cho phép việc nhập khẩu hàng viện trợ nhân đạo vào khu vực miền Bắc của lãnh thổ này. Tuần trước, các lực lượng Mỹ và Anh bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu hao thi nhằm đáp trả các vụ tấn công của lực lượng này và các tàu ở Biển Đỏ, một tuyến vận tải biển quan trọng đối với thương mại quốc tế. Mỹ và Anh đã bảo vệ tính hợp pháp của các cuộc tấn công nhằm vào hao thi ở Yemen, trong khi Nga và Trung Quốc cáo buộc các nước phương Tây này đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Điện Kremlin mới đây đã phản ứng với bài viết trên tờ biên của Đức về khả năng xảy ra giao tranh với Nga vào năm 2025. Theo đó, người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov tuyên bố, Đức nên lo lắng về việc trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine hơn là về một cuộc xung đột gia đình ở khu vực Baltic. Trước đó, ngày 14 tháng 1, Từ Biên cho biết quân đội Đức đang xây dựng các kịch bản cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga. Theo kịch bản của Bộ Quốc phòng Đức, một cuộc đối đầu quân sự mở giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể bùng phát vào mùa hè năm 2025 tại hành lang Suwanki giữa Belarus và vùng đất Kaliningrad trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đức từ chối xác nhận công bố của Bin về các kịch bản xung đột ở vùng Baltic. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, Maria Zakharova cũng bác bỏ nội dung bài báo, đồng thời cho rằng những dự đoán như thế từ Bin sẽ tìm thấy trong một lá số tử vi. Từ Bin cho biết, tài liệu phòng thủ Liên minh 2025 đã vạch ra một kịch bản, trong đó leo thang có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 2 khi Nga sẽ phát động một làn sóng huy động khác. Bài báo nói rằng bản báo cáo đã vạch ra một kịch bản, trong đó được khuyến khích bởi sự ủng hộ ngày càng suy giảm của phương Tây dành cho Kiev. Moscow sẽ tiến hành một cuộc tấn công mùa xuân có thể đẩy lùi quân đội Ukraine. Đến tháng 7 năm 2025, Nga có thể bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công mạng và các hình thức giao tranh hỗn hợp khác, chủ yếu ở các quốc gia vùng Baltic như Estonia, Latvia và Litva, nơi họ sẽ kích động các dân tộc thiểu số Nga. Nga có thể lấy những cuộc đụng độ này làm cái cớ để triển khai quân tới khu vực thông qua cuộc tập trận Zabat 2024 với sự tham gia của 50.000 quân ở miền Tây nước Nga và Belarus từ tháng 9 các hệ thống tên lửa tầm trung được triển khai tới vùng ngoại ô Kaliningrad có thể cho phép Nga khai thác giai đoạn tạm thời sau cuộc bầu cử Mỹ và lặp lại kịch bản Crimea năm 2014, nhưng lần này là trên lãnh thổ NATO. Đến tháng 10 năm 2015, Nga được cho là có thể chuyển quân và tên lửa tầm trung tới khu vực Kaliningrad và tháng 12 có thể chứng kiến cuộc xung đột biên giới nổ ra ở hành lang Suvanky. Theo tờ BIN, tài liệu mật cũng cho rằng vào thời điểm Mỹ bầu cử Tổng thống, Nga với sự hỗ trợ của Belarus sẽ tiến hành chiến dịch quân sự trên lãnh thổ NATO. Vào tháng 5 năm 2025, NATO sẽ đưa ra các biện pháp ngăn chặn. Đến tháng 6 năm 2025, NATO có thể triển khai 300.000 binh sĩ đến sườn phía đông, trong đó có 30.000 binh sĩ từ Đức. Thông tin của tờ Bin được đưa ra trong bối cảnh phương Tây đang cạn kiệt ngân sách và trang thiết bị quân sự để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và các đồng minh NATO đã tăng cường cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev, thúc đẩy hiện đại hóa quân sự các lực lượng châu Âu đồng thời tăng cường hiện diện quân sự ở Trung và Đông Âu. Các chuyên gia nói rằng, NATO từng cam kết có thể triển khai ít nhất 300.000 quân ở Trung và Đông Âu, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự ở Ba Lan, các nước vùng Baltic, Rumani và các quốc gia khác trên lục địa. Để đáp trả việc NATO viện trợ quân sự cho Ukraine, hồi tháng 4 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Belarus. Ngay lập tức, lãnh đạo Đức và Liên minh châu Âu cáo buộc Moscow đe dọa an ninh của khối và gây ra mối đe dọa tấn công bằng cách triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Tháng 12 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng nếu ông Putin thắng ở Ukraine, Nga sẽ tấn công một thành viên liên minh, một tuyên bố bị Tổng thống Nga bác bỏ là hoàn toàn vô nghĩa. Theo điều 5 của Hiệp ước NATO, một cuộc tấn công vũ trang vào một thành viên liên minh được coi là tấn công vào tất cả và sẽ buộc phải có phản ứng tập thể. Các đồng minh của Kiev đã cố gắng cung cấp viện trợ mà không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Hồi tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã đưa ra quyết định gây tranh cãi về việc Mỹ sẽ cung cấp hàng nghìn bom chùm, đạn chùm cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới trị giá khoảng 800 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, bom đạn chùm Mỹ cung cấp cho Ukraine dường như đã mất tác dụng trên chiến trường. Các nhà phân tích của ấn phẩm Mỹ New York Times cho biết, việc thay đổi chiến thuật của lực lượng vũ trang Nga và độ sâu của chiến hào là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Tờ báo Mỹ lưu ý, bom chùm rất hiệu quả khi chống lại nhóm bộ binh lớn đang tiến công ở khu vực chống trải, tuy nhiên quân đội nga hiện đang sử dụng chiến thuật tấn công thành trì của ukraine theo nhóm nhỏ do vậy đạn chùm không còn gây ra thiệt hại đáng kể cho binh sĩ nga ngoài ra bài viết còn nhấn mạnh việc quân đội nga đã đào chiến hào của mình với độ sâu đáng kể và những cuộc tấn công vào chúng không còn mang lại hiệu quả như kiev mong đợi theo tờ new york times một lý do khác khiến hiệu quả của bom chùm giảm sút là tình trạng thiếu pháo trong lực lượng vũ trang ukraine Bên cạnh đó, bản thân binh sĩ Kiev đang mệt mỏi và không còn khả năng tiến hành các hoạt động tấn công. Tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine là tương đối lớn trong khi quân tiếp viện chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Tờ báo Mỹ còn không quên khen ngợi những người điều khiển máy bay không người lái FPV của Nga khi tần suất hoạt động của họ đã tăng lên đáng kể. Lực lượng vũ trang Ukraine hầu như phải hứng chịu nhiều thiệt hại từ máy bay không người lái hơn là từ hỏa lực pháo binh. Tờ New York Times kết luận, trong 9 tháng qua, số lượng máy bay không người lái FPV của Nga đã tăng ít nhất 10 lần và ở một số khu vực của mặt trận có nhiều thương vong do chúng gây ra hơn là do pháo binh. Đạn trùm là loại vũ khí đang bị cấm tại hơn 100 quốc gia, bao gồm cả Pháp, Đức và Anh vì tính sát thương rất cao, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng dân thường, thậm chí rất lâu sau khi xung đột chấm dứt. Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế ICRC thống kê khoảng 10 đến 40% những quả đạn bom nhỏ chưa nổ sau khi được giải phóng ra từ đạn bom mẹ. Những quả bom đạn nhỏ này có thể sẽ bị kích nổ do hoạt động dân sự hay sản xuất sau nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Theo các nhà phân tích và các chuyên gia, đạn chùm Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine có thể là đạn M864. Loại đạn chùm này là đạn pháo 155mm, mang theo các loại đạn con M42 và M46. Mỗi quả đạn M864 có thể mang theo tổng cộng 72 quả đạn con có đường kính 82mm, nặng 210g. Trong đó có 48 đạn con M42 và 24 đạn M46. Đạn M42 nằm ở phía trước giúp tăng khả năng phân mảnh, đạn M46 ở phía sau giúp tăng tính sát thương. Ngòi nổ của đạn con thường được kích hoạt trong khi rơi, cho phép nó phát nổ trên không trung hoặc trên mặt đất. Mỗi quả đạn con được trang bị một đầu nổ lõm xuyên giáp, hít. Bao quanh là phần vỏ kim loại có thể vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ và bắn ra xung quanh với tốc độ cực cao khi đầu đạn chính phát nổ. Mỗi quả đạn con có phạm vi sát thương trong khoảng 10 mét vuông. Do đó, mỗi quả đạn có thể bao phủ một khu vực rộng tới 30.000 30 mét vuông, tùy thuộc vào độ cao quả đạn khi giải phóng ra đạn con. Sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi sở hiến pháp muốn xác định Hàn Quốc là quốc gia thù địch số 1 và việc thống nhất với Hàn Quốc không còn khả thi, ngày 16 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc John Suk Yoon Suk Yeol đã lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ. Theo đó, trong cuộc họp nội các, Tổng thống Hàn Quốc John Suk Yoon Suk Yeol tuyên bố sẽ trừng phạt Triều Tiên với quy mô lớn gấp bội trong trường hợp Bình Nhưỡng thực hiện hành động khiêu khích. Ông nói, nếu Triều Tiên khiêu khích chúng tôi, chúng tôi sẽ trừng phạt họ trên quy mô lớn gấp bội. Ông John Suk Yoon Suk Yeol nói thêm rằng, vụ phóng tên lửa vào cuối tuần qua của Triều Tiên là động thái chính trị nhằm chia rẽ công chúng Hàn Quốc. Cụ thể, Cơ đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông trong ngày 14 tháng 1. Tới ngày 15 tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này với Hàn Quốc và Nhật Bản cùng lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung. Sử dụng nhiên liệu rắn của Triều Tiên, hãng tin Reuters trích tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, ba bên nhấn mạnh rằng hành động như vậy là nguy hiểm, vô trách nhiệm và gây bất ổn cho an ninh khu vực cũng như quốc tế. Cùng ngày 15 tháng 1, Liên minh châu Âu-EU cũng lên án vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2024. Tuyên bố từ văn phòng người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Joseph Borrell cho biết, EU lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào ngày 14 tháng 1. EU kêu gọi Triều Tiên chấm dứt mọi hành động bất hợp pháp, làm suy yếu hòa bình và an ninh quốc tế trong khu vực và hơn thế nữa. Trong khi đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết vụ phóng chưa bao giờ ảnh hưởng đến an ninh của bất kỳ quốc gia láng giềng nào, mặc dù nó diễn ra vài ngày. Sau cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới trên biển với Hàn Quốc, khiến một số đảo nước này phải sơ tán dần. Ngày 15 tháng 1, lực lượng Israel đã bắn phá các mục tiêu trên khắp Gaza. Trong bối cảnh, lực lượng Hamas thông báo những sự kiến về số phận của ba con tin Israel trong một video clip hôm 14 tháng 1. Các quan chức y tế cho biết, có nhiều người Palestine đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc không kích của Israel nhằm vào một ngôi nhà ở phía bắc thành phố Gaza. Cơ quan báo chí Palestine, Safra, trực thuộc Hamas đưa tin về các cuộc đụng độ ác liệt giữa phiên quân Hamas và lực lượng Israel ở Khan Yunis, trong khi các cuộc tấn công bằng xe tăng của Israel gần các trại tị nạn al bujay và al Mahaji ở trung tâm Gaza cũng diễn ra. Tại trại tị nạn Al-Nusayrat, nhà báo địa phương Doa Enbat đã chiếu đoạn phim về nơi từng là con phố nơi cô sống. Khi đứng trước đống đổ nát, cô nói, toàn bộ khu phố này đã bị phá hủy, không một ngôi nhà nào còn sót lại. Họ đã vùi dập tất cả những giấc mơ của chúng tôi ở đây. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết họ đã loại bỏ hai chiến binh Palestine trong một cuộc không kích vào phương tiện của họ bị cho là đang chở vũ khí ở Kansonit, đồng thời đột kích vào một trung tâm chỉ huy của Hamas ở thành phố đó và tấn công hai kho vũ khí. Người dân cho biết Thông tin liên lạc trên giải Gaza vẫn bị cắt đứt trong những ngày thứ tư liên tiếp. Ba người Israel bị bắt giữ ở Gaza nằm trong số khoảng 240 người bị phiến quân Hồi giáo Hamas bắt giữ trong một cuộc tấn công bất ngờ xuyên biên giới vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Khoảng một nửa trong số 240 người bị Hamas bắt đã được thả trong một lệnh ngừng bắn ngắn ngủi vào tháng 11 năm 2023, nhưng Israel cho biết 132 người vẫn ở Gaza và hàng chục người đã thiệt mạng khi bị giam giữ. Đây là tổn thất nhân mạng lớn nhất trong một ngày kể từ khi thành lập nhà nước Israel năm 1948. Đã hơn 100 ngày kể từ cuộc tấn công, phần lớn giải Gaza đã bị biến thành một vùng đất đổ nát. Các quan chức y tế cho biết, ngày 15 tháng 1 đã có nhiều người thiệt mạng, cho thấy rằng cường độ tấn công của Israel hầu như không có dấu hiệu giảm bớt mà dùng nước này đã thông báo chuyển sang giai đoạn mới. Quân đội Israel cho biết họ sẽ dành nhiều tháng cho các hoạt động có mục tiêu hơn nhằm vào các thủ lĩnh của Hamas ở phía Nam. Trước đó, ngày 14 tháng 1, Hamas đã công bố video cho thấy ba người Israel bị lực lượng này bắt là Noah Gamamani, 26 tuổi, Joshi Sarabi, 53 tuổi và Itai mươi 38 tuổi. Họ nói tiếng do Thái kêu gọi chính quyền Israel hành động để đưa họ trở về. Video kết thúc bằng dòng chữ, ngày mai chúng tôi sẽ thông báo về số phận của họ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại vẫn không rõ video này được quay khi nào. Gần 2 triệu người phải di rời đang trú ẩn trong lều hoặc nơi ở tạm thời khác ở miền Nam Gaza trong bối cảnh giao tranh và đang phải đối mặt với nguy cơ đói và bệnh tật ngày càng tăng do tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men thường xuyên. Ngày 15 tháng 1, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC thông báo, lực lượng này đã bắn tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria và một cơ sở tình báo của Israel ở Iraq. IRGC cho hay, để đáp trả tội ác nhằm vào những đồng bào thân yêu của chúng ta ở Kerman và Ras, chúng tôi đã xác định những nơi tập trung của chỉ huy và các phần tử IS liên quan đến vụ tấn công gần đây và hạ gục lực lượng này bằng tên lửa đạn đạo. Trong một thông báo ngay sau đó, IRGC cho biết họ cũng tấn công tên lửa vào một trong những trung tâm tình báo chính của Israel ở Iraq. Thông báo không đề cập đến vị trí tấn công cụ thể, nhưng các con tin từ Iraq nói rằng các tên lửa đã tấn công thành phố Erbil trung tâm tình báo của Israel ở Erbil nằm gần lãnh sự quán Mỹ, dẫn đến thông tin ban đầu cho rằng Iran nhắm vào mục tiêu liên quan đến Mỹ. Video trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc nhiều quả đạn lao xuống, tạo ra những cuồng lửa và tiếng nổ lớn gần thành phố Erbil. Ba nguồn tin an ninh giấu tên cho biết các vụ nổ xảy ra cách Erbil khoảng 40 km về phía đông bắc, gần lãnh sự quán Mỹ và nhiều khu dân cư. Một tên lửa rơi trúng nhà quan chức tình báo cấp cao của lực lượng người quốc, trong khi một quả đạn đánh vào trung tâm tình báo của họ Ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương. Hai quan chức Mỹ nói rằng không có cơ sở hạ tầng nào của Washington bị ảnh hưởng bởi đòn tập kích. Giới chức Israel chưa bình luận về thông tin. Iran có đường biên giới dài ở phía đông với Iraq và có ảnh hưởng kinh tế, chính trị đáng kể với nước láng giềng. Thành phố Erbil, thủ phủ khu tử trị Kurdistan ở phía bắc Iraq, là nơi đặt lãnh sự quán Mỹ và căn cứ của những nhóm dân quân người quốc được Washington hậu thuẫn. Iran từng nhiều lần tập kích mục tiêu ở vùng Kurdistan, vì cho rằng khu vực này là điểm tập kết các lực lượng ly khai và gián điệp Israel. Trước đó hôm ngày 3 tháng 1, hai vụ nổ lớn xảy ra ở thành phố Kerman của Iran khiến khoảng 100 người thiệt mạng khi nhiều người đang tập trung gần mộ của tướng IRGC Qasem Soleimani, người thiệt mạng cách đó 3 năm trước một cuộc không kích của Mỹ. Ngày 15 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã xuất viện sau quá trình điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Các bác sĩ tại Trung tâm Quân y Quốc gia Mỹ Watergate cho biết, bệnh ung thư tuyến tiền liệt của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã được điều trị sớm và hiệu quả, tiền lượng bệnh rất tốt. Trung tâm quân y quốc gia Mỹ Walter Reed cho biết thêm, ông ấy không phải điều trị thêm đối với bệnh ung thư ngoài việc theo dõi thường xuyên sau phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt. Theo kế hoạch, ông Austin sẽ làm việc từ xa với quyền truy cập vào khả năng liên lạc an toàn trước khi quay trở lại lầu năm góc. Phát biểu khi ra viện, ông Austin nói, Tôi rất biết ơn sự chăm sóc tuyệt vời tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed và cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tá xuất sắc vì tính chuyên nghiệp sự hỗ trợ tuyệt vời của họ. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết thêm, khi tiếp tục hồi phục sức khỏe và thực hiện nhiệm vụ ở nhà, tôi mong bình phục hoàn toàn và trở lại Lầu Năm Góc càng nhanh càng tốt. Trước đó, ngày 13 tháng 1, Lầu Năm Góc xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vẫn nằm viện, gần hai tuần sau khi ông nhập viện do biến chứng điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Cập nhật tình hình của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Bart Ryder khẳng định tình trạng sức khỏe của ông Austin ổn định, song không nêu rõ thời gian cụ thể ông Austin ra viện. Hôm ngày 12 tháng 1, Đài RT dẫn thông tin các quan chức Nhà Trắng tiết lộ ông Austin vẫn tham gia việc ra quyết định về quân sự, đặc biệt là về cuộc không kích của Mỹ vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen, trong lúc làm việc từ xa tại Trung tâm quân y quốc gia Reed. Ông Austin, 70 tuổi, được đưa vào Trung tâm quân y quốc gia Reed ở Maryland vào ngày 22 tháng 12 năm 2013 để điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Ông Austin quay trở lại bệnh viện vào ngày 1 tháng 1 do các biến chứng bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu và vẫn ở bệnh viện kể từ đó. Các nhà lập pháp từ cả hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều chỉ trích sự thiếu sót liên quan đến việc ông Austin nhập viện mà không thông báo. Trong một chia sẻ đăng trên mạng xã hội X vào ngày 13 tháng 1, hàng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa New York Eli Stefanik viết Bộ trưởng Austin và bất kỳ ai nói dối giúp ông ấy sẽ phải chịu trách nhiệm. Trong tuyên bố mới đây, Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Joe Biden tiếp tục đặt sự tin tưởng và tín nhiệm hoàn toàn vào ông Austin. Một quan chức Mỹ nói với Fox News rằng Tổng thống Biden mong đợi ông Austin trở lại lầu năm góc. Lầu năm góc lặp lại tuyên bố trên Fox News nói rằng ông Austin không có kế hoạch từ chức. Thư ký báo chính báo Rider xác nhận, Bộ trưởng Austin vẫn tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng để bảo vệ đất nước. Ngày 15 tháng 1 tờ South China Morning Post đưa tin, người dân tại Bắc Kinh và nhiều nơi khác ở Trung Quốc đã phát hiện vật thể bay không xác định (UFO) trên bầu trời và hiện tượng này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Hiện tượng bất thường xảy ra vào tối ngày 14 tháng 1 nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội tại Trung Quốc khi trở thành một trong năm chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo, tính đến trưa ngày 15 tháng 1, với hơn 900 nội dung đăng liên quan. Các nội dung xuất hiện trên mạng xã hội sau khi mọi người thấy và chụp lại cảnh UFO trên bầu trời vào khoảng 18 giờ ngày 14 tháng 1 theo giờ địa phương. Một cư dân Bắc Kinh mô tả, đó là một vật thể sống đám mây di chuyển. Một người khác mô tả chi tiết hơn khi nói rằng thời tiết ở Bắc Kinh lúc đó rất quang đãng, không có mây, và sau đó tôi thấy một vật thể phát sáng lờ mờ nhưng ánh sáng không nhấp nháy. Người này viết rằng vật thể phát sáng có ba nguồn sáng và có hình dạng giống như một tam giác cần, đồng thời nói thêm rằng cuối cùng nó tan biến như sương mù và không để lại dấu vết. UFO được người dân ở một số nơi ở Trung Quốc nhìn thấy, bao gồm cả thành phố Thiên Tân gần đó cũng như tỉnh miền Trung Sơ Tây và Sơn Đông ở phía Đông. Họ mô tả vật thể này là một quả cầu ánh sáng mù sương bay nhanh từ Tây sang Đông và không phát ra âm thanh. Nhiều người nhìn thấy nó lưu ý rằng không có đèn nhấp nháy nên khó có khả năng đây là một chiếc máy bay. Nhà nghiên cứu Vương Trắc Tiểu tại Trung tâm Công nghệ Thiên Văn thuộc Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh tin rằng đó có thể là tên lửa được sử dụng để khởi động sứ mệnh Starlink trong sao vệ tinh Internet do hãng SpaceX của Elon Musk vận hành. Một tên lửa Falcon 9 đã đưa 22 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo trái đất tầm thấp từ căn cứ lực lượng không gian Vandenberg ở bang California, Mỹ lúc 3 giờ 59 sáng giờ địa phương, hôm 14 tháng 1 theo giờ địa phương. Nhà nghiên cứu Vương Trắc cho biết quỹ đạo của tên lửa nghiêng 53 độ về phía nam và nó sẽ bay qua miền Bắc Trung Quốc ở thời điểm được nửa chọn đường. Điều đó sẽ làm cho người dân có thể nhìn thấy tên lửa ở Bắc Kinh và các thành phố khác lúc hoàng hôn hoặc trước khi mặt trời mọc. Ông nói rằng sau khi các vệ tinh Stalin được đưa vào quỹ đạo tên lửa sẽ thải hết nhiên liệu dư thừa. Theo ông Vương Trác, có trình đó có thể phân tán ánh sáng, nghĩa là có khả năng tạo thành một đám mây xung quanh tên lửa. Ông cho biết tên lửa cũng sẽ nhào lộn để loại bỏ nhiên liệu dư thừa. Điều này giải thích tại sao đám mây tên lửa lại có hình dạng khác nhau. Theo trang SCMP, một nhà thiên văn học ở Cung Thiên Văn Bắc Kinh cũng nói, đây có thể là một tên lửa được phóng từ Mỹ. Theo tờ China Space News thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc, tham vọng trở thành cường quốc thống trị vũ trụ vào năm 2045 của Trung Quốc đối mặt với những thách thức chưa từng có, đặc biệt là từ SpaceX. China Space News chuyên đăng tin tức liên quan đến lĩnh vực không gian và vũ trụ của Trung Quốc. Tờ báo thường cung cấp các bài viết, bình luận, thông tin về sự kiện, chương trình nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực vũ trụ của Trung Quốc. Theo bài bình luận gần đây trên China Space News, các nhân viên hàng không vũ trụ Trung Quốc phải duy trì ý thức sâu sắc về tình hình khẩn cấp khi SpaceX đi đầu trong việc cách mạng hóa và định hình lại ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu. Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc CASC, công ty không gian chủ chốt của Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước, rõ ràng năng tụt hậu so với SpaceX về một số mặt, bao gồm triết lý phát triển, mô hình nghiên cứu và sản xuất, và công nghệ tên lửa cốt lõi, hiệu suất kinh tế, nội dung bài viết có đoạn. CASC lớn nhưng không đủ mạnh hoặc nổi bật khi khoảng cách công nghệ với SpaceX ngày càng mở rộng, mọi nhân viên hàng không vũ trụ nên nhận thức tỉnh táo về tình huống này, vượt qua sự tự mãn, kiêu ngạo mù quáng và làm việc chăm chỉ hơn. SpaceX được Elon Musk thành lập vào năm 2002 với mục tiêu cắt giảm chi phí phóng tên lửa và giúp chuyến bay vào vũ trụ trở nên hợp lý hơn. Sản phẩm của hãng có lửa phân cần chính và tàu vũ trụ Dragon. SpaceX cũng đang phát triển Starship, hệ thống phóng tàu vũ trụ siêu nặng có thể tái sử dụng hoàn toàn và cho ra vệ tinh internet Starlink, lấy cảm hứng từ SpaceX. CASC cùng các công ty hàng không vũ trụ khác ở Trung Quốc đã và đang nghiên cứu các phiên bản Starship và Starlink của riêng họ là tên lửa siêu nặng trường trinh 9 và mạng quang để cạnh tranh với công ty Mỹ. SpaceX đã thực hiện 26 sứ mệnh phóng tên lửa vào năm 2020, 31 vụ trong năm 2021 và 61 lần vào năm 2022. Trong năm 2023, SpaceX cần đạt được mục tiêu 100 vụ phóng tên lửa trong năm 2023 do Giám đốc điều hành Elon Musk đặt ra. Chưa tính hai lần thử nghiệm phóng Starship thất bại, Starship là tên lửa lớn nhất và mạnh nhất từng được SpaceX chế tạo. Elon Musk cho biết, ông đang nhắm mục tiêu 12 lần phóng tên lửa mỗi tháng, tương đương 144 lần vào năm 2024. Khi SpaceX tăng tần suất phóng tên lửa, các hãng khác trên thế giới cũng làm theo. Theo nhà thiên văn học Jonathan McDowell, đã có ít nhất 200 vụ phóng tên lửa trên toàn thế giới trong năm 2023 nhiều hơn so với 174 vụ vào năm 2022 và 132 vụ trong năm 2021. Trong bài phát biểu tại một phiên điều trần ở Thượng viện vào tháng 10 năm 2023, Phó Chủ tịch của SpaceX, Bill Gersteinhaber, nói rằng công ty đã và đang làm việc siêng năng để duy trì vị trí dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực không gian trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc, ông cho biết. Trên toàn cầu, Falcon là hệ thống phương tiện duy nhất có thể theo kịp nhịp độ phóng cao tương tự ở Trung Quốc, từ góc độ khối lượng đến quỹ đạo, chỉ riêng Falcon đã vượt trội hơn Trung Quốc 3 lần. Theo Bill Gersteinhaber, nếu không có sự đổi mới nhanh chóng của SpaceX, Trung Quốc đã có thể vượt trội Mỹ. Ông nói, nếu loại trừ SpaceX, Trung Quốc đã có số lượng vũ khí phóng gần gấp 3 lần so với phần còn lại của ngành công nghiệp Mỹ cộng lại trong lửa đầu năm 2023 và mang khối lượng lên quỹ đạo gần gấp 8 lần so với tất cả các nhà điều hành vụ phóng khác của Mỹ. Bài bình luận từ China Space News nhắc lại mốc thời gian cho các ưu tiên tiếp theo của chính quyền bao gồm việc đưa các phi hành gia Trung Quốc đầu tiên lên mặt trăng và trở lại với mẫu đá từ sao hỏa. Cả hai đều dự kiến không muộn hơn năm 2030. Bài viết nêu đến năm 2045, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc vũ trụ hàng đầu thế giới và sử dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực vũ trụ để thúc đẩy sự phát triển tổng thể của mình. Mục tiêu là nuôi dưỡng một cộng đồng có tương lai chung cho nhân loại và đóng góp vào sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại. Trong bối cảnh trái đất đang ấm dần lên, việc lấy nước đá từ các sông bằng 100.000 năm tuổi ở Bắc Cực để bán cho giới nhà giàu Dubai khiến nhiều người bức xúc. Theo báo Guardian, để phục vụ nhu cầu thưởng thức đá tinh khiết nhất trên thế giới, công ty khởi nghiệp Arctic Ice có trụ sở tại Greenland đang khai thác đá từ các sông băng tan chảy để bán cho các quán bar cocktail cao cấp ở Dubai, UAE. Theo thông tin trên trang web của Arctic Ice, đá do startup này cung cấp được khai thác từ các tảng băng tinh khiết có rất ít vị cho tới không vị, đảm bảo hương vị của đồ uống khi đá tàn, khác biệt với đá làm từ nước vòi hoặc nước khoáng. Sử dụng đá lấy từ băng cho đồ uống cũng là thói quen phổ biến ở Greenland. Ngoài ra, cấu trúc của loại đá từ băng bắc cực này khiến nó lâu tàn, mang lại trải nghiệm cao cấp hơn cho các quán bar và nhà hàng. Người phát ngôn công ty Arctic Ice cho biết, Băng có nguồn gốc trực tiếp từ các sông băng tự nhiên ở Bắc Cực, đã ở trạng thái đóng băng hơn 100.000 năm, những phần này của giải băng chưa tiếp xúc với bất kỳ loại đất nào hay bị ô nhiễm do các chất do hoạt động của con người tạo ra. Điều này làm cho băng ở Bắc Cực trở thành nước sạch nhất trái đất. Arctic Ice nói các tác động môi trường liên quan đến việc khai thác là rất không đáng kể. Sử dụng một chiếc thuyền chuyên dụng có cần cầu, họ lùng sụp các vịnh hẹp quanh nô Úc để tìm kiếm một dạng băng không bị ô nhiễm, chưa bao giờ tiếp xúc với đỉnh hoặc đáy sông băng. Sau khi xác định được phần thích hợp, họ lấy đá đã được nén qua hàng thiên niên kỷ rồi bỏ vào thùng nhựa khi thuyền đầy họ vận chuyển các thùng đá đến thủ đô chất đầy container rồi đi đến đan mạch đã được chất lên một con tàu khác trước khi đi đến dubai tại đây nhà phân phối natural ice sẽ bán cho các cơ sở kinh doanh đá sẽ được dùng trong đồ uống được bán trong những quán bar hào nhoáng ở tiểu vương quốc hạng sang đá băng thường được sử dụng trong đồ uống ở greenland và arctic ice hy vọng nó cũng sẽ trở nên phổ biến ở uae người đồng sáng lập công ty malik v rasmussen cho biết không có bọt khí trong băng khiến nó tan chậm hơn băng thông thường, nước băng cũng tinh khiết hơn nước khoáng đông lạnh thường được sử dụng trong các quán bar ở Dubai. Arctic Ice được thành lập vào năm 2022 và gần đây mới gửi lô hàng 20 tấn băng đến UAE. Rasmussen cho biết ông hy vọng sẽ mang lại nguồn doanh thu lớn mới cho Greenland, quốc gia vẫn phụ thuộc về kinh tế vào Đan Mạch. Ông nói, "Ở Greenland, chúng tôi kiếm tiền từ cá và du lịch. Từ lâu tôi đã muốn tìm một thứ khác mà chúng ta có thể kiếm lợi từ đó." giúp Greenland trong quá trình chuyển đổi xanh thực sự là điều tôi tin rằng mình sinh ra để làm điều đó. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trên mạng xã hội đã chỉ trích việc kinh doanh của Arctic Ice, một số lo ngại tác động của hoạt động này lên môi trường, nhất là trong bối cảnh trái đất đang ấm dần lên. Một công ty ở Trung Quốc đã khiến dư luận Trung Quốc rúng động khi yêu cầu nhân viên bò dọc phố vào ban đêm sau khi họ thất bại trong trò chơi tập thể theo SMV, trên nền tảng mạng xã hội Douyin mới đây xuất hiện đoạn video thu hút tới hơn 4 triệu lượt xem. Cho thấy một nhóm thanh niên bò dọc một con phố ở tỉnh Quỳ Châu, miền Nam Trung Quốc vào ngày 3 tháng 1. Người đăng video cho biết ban đầu nhóm người tụ tập trao đổi vấn đề gì đó, rồi đột nhiên họ bò lê giữa đường. Người này nói, có vẻ như là hình phạt của công ty dành cho nhân viên. Cảnh sát địa phương cho biết, những người trong công ty nói rằng đây chỉ là hình phạt cho một trò chơi team building và tất cả nhân viên đều tự nguyện thực hiện hành động cực đoan này phần chơi team building của công ty này trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Một khán giả bình luận, tôi tưởng mình đang xem một bộ phim về zombie. Một người khác nói, tôi không biết công ty trả bao nhiêu cho nhân viên để họ đồng ý tham gia một sự kiện nhục nhã như vậy. Một người khác bày tỏ quan điểm, chúng ta không thể biết họ có tình nguyện thật hay không bởi đâu có ai dám chống lại sếp của mình. Đây không phải là lần đầu tiên các công ty ở Trung Quốc gây lo ngại cho công chúng vì đưa ra những yêu cầu vô lý. Năm ngoái, công ty giấy Dongpo ở Quảng Đông Trung Quốc đã thay thế khoản thưởng truyền thống dựa trên hiệu suất làm việc bằng khoản thưởng hàng tháng tùy thuộc vào số km mà nhân viên chạy. Chính sách quy định nhân viên sẽ được hưởng đầy đủ tiền thưởng hàng tháng nếu họ chạy 50 km mỗi tháng, 60% khi chạy 40 km và 30% khi chạy 30 km. Trong khi đó, những người chạy trên 100 km một tháng sẽ được nhận thêm 30%. Quãng đường chạy được tính bằng ứng dụng cài trên điện thoại nhân viên, quy định cũng bao gồm cả hoạt động leo núi đi bộ nhanh. Khi tin tức về chính sách này xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc, lãnh đạo công ty đã giải thích rằng đây là kế hoạch nhằm giúp các nhân viên của công ty nâng cao sức khỏe. Vì lãnh đạo này giải thích, một công ty có thể tồn tại lâu dài khi nhân viên của họ khỏe mạnh. Ông giải thích, một nhân viên có thành tích tập thể dục tốt nhất của công ty đã chạy 90 km mỗi tháng và cho biết điều đó giúp anh giảm chỉ số đường huyết. Tuy nhiên, chính sách này cũng nhận được ý kiến trái chiều. Một cư dân mạng bình luận, tôi cần công ty như thế này để mình có thể trở nên thon gọn. Một ý kiến khác lại cho biết, Ý định của công ty thì tốt nhưng họ nên cân nhắc tới việc liệu nhân viên có mắc vấn đề gì về sức khỏe trước đó hay không. Một người khác nhận định công ty nên thưởng thêm cho những nhân viên tập thể dục thay vì sử dụng khoản tiền thưởng hiện có làm quân bài thương lượng. Năm 2019, một công ty logistics ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã yêu cầu nhân viên đắp những đống cát trên bãi biển tượng trưng cho ngôi mộ của họ và quỳ lại như một cử chỉ tượng trưng cho việc bắt đầu giai đoạn mới của cuộc sống. Trong những năm gần đây, nhân viên đặc biệt là thế hệ trẻ tỏ ra không hứng thú với các hoạt động gắn kết tập thể của công ty. Họ nói rằng việc đó chiếm hết thời gian rảnh rỗi quý bóng của họ và họ muốn công ty thưởng tiền hơn là chi cho những bữa tiệc. Luật lao động của Trung Quốc cấm mọi hình thức trừng phạt thân thể mà các công ty áp dụng đối với nhân viên và công ty sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý nếu có ai bị tổn hại. Ngày 16 tháng 1, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin khoảng 1.000 du khách vẫn đang mắc kẹt tại khu du lịch miền núi nổi tiếng ở vùng Tân Cương, miền Tây Bắc nước này khi tuyết rơi dày và thời tiết lạnh giá cản trở công tác cứu hộ. Theo thông tin từ CCTV, đường dẫn tới làng Hemu, thắng cảnh nổi tiếng gần biên giới Kazakhstan, Nga và Mông Cổ đã bị chặn vài ngày qua do lở tuyết. Hemu nằm ở khu An Tây, nơi tuyết rơi không ngớt suốt 10 ngày qua. Tuyết rơi dày dẫn tới hàng chục đợt sạt lở tuyết dọc các đoạn chính trên tuyến cao tốc ở dãy núi An Tây, kết nối với địa điểm du lịch Kanas. Tuyết sạt lở xuống mặt đường có nơi dài tới 7 mét, thậm chí cao hơn thiết bị dọn tuyết. Các lực lượng khẩn cấp đã nỗ lực cứu hộ và dọn dẹp tuyết trên đoạn đường dài khoảng 50 km. Tuy nhiên, đá sạt lở, mạnh vỡ và cành cây bị tuyết cuốn xuống mặt đường đã cản trở đáng kể tiến độ thực hiện. Một số phương tiện dọn tuyết không thể hoạt động trong điều kiện này, khiến lực lượng cứu hộ phải dùng những cách thô sơ hơn là xẻng và máy múc. Do thời tiết ở vùng núi liên tục thay đổi, công tác tiếp tế đồ thiết yếu cho những người mắc kẹt cũng gặp khó khăn. Theo CCTV, sáng ngày 16 tháng 1, một chuyến trực thăng chở hàng tiếp tế gồm bột mì và nhân liệu tới làng Hemu đã bị trì hoãn. Trưởng ban quản lý đường cao tốc An Tây, chào Jin Sang cho biết, các đợt sạt lở tuyết xảy ra nhiều bất thường, đơn vị này đã huy động 53 nhân lực và mốt thiết bị, máy móc phục vụ công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả của lở tuyết. Thế nhưng, ông Chao lo ngại sẽ mất thêm thời gian để nối lại lưu thông trên đường cao tốc dẫn tới làng Hemu vì lở tuyết đã gây ra một lượng tuyết lớn chặn 4 km cuối cùng của tuyến đường. Cuối tuần qua, một số du khách đã được sơ tán bằng trực thăng. Mới đây, những hình ảnh được ghi hình từ trực thăng đã phơi bày cảnh tượng khủng khiếp ở miền Tây Nam, Iceland, khi dòng sung nham đỏ rực nhấn chìm những ngôi nhà ở thị trấn Làng Chày, Green David. Vụ phun trào dung nham bắt đầu ngày trước 8 giờ hôm ngày 14 tháng 1 đến trưa theo giờ địa phương, khe hở thứ hai xuất hiện với bề ngang hơn 800 m và ngày càng mở rộng. Kể đến dòng dung nham đỏ rực trào ra khe hở này và chảy về hướng những ngôi nhà ở phía cực bắc thị trấn Gorindavik, cách thủ đô Reykjavik khoảng 40 km. Gorindavik đã được sơ tán từ tháng 11 năm 2023. Cũng do vụ phun trào núi lửa, sau đó vào tháng 12 năm 2023, nhà chức trách đã xây dựng hệ thống ngăn chặn dung nham để ngăn ảnh hưởng đến nhà cửa. Nhưng một số hàng rào đã bị chọc thủng. Cảnh quay từ máy bay không người lái ghi lại dòng dung nham nóng chảy đã vượt qua những sào chắn bằng đất đá nhằm ngăn chặn dung nham tiếp cận thị trấn Grindavik. Hậu quả là đến dạng sáng ngày 15 tháng 1, một số tòa nhà ở thị trấn đã bốc cháy ngùn ngụt. IP dẫn thông báo của văn phòng khí tượng Iceland cho biết theo những hình ảnh ban đầu do trực thăng do thám của tuần duyên iceland thực hiện một khe hở đã mở rộng ở cả hai bên rào chắn ở phía bắc green david video tuần duyên iceland cho thấy những bãi dung nham khổng lồ và một hàng rào lửa bốc lên trong màn đêm áp lực từ dung nham buộc giới hữu trách phải tiến hành sơ tán lần hai trong chưa đầy một tháng người dân nhanh chóng tháo chạy bỏ lại nhà cửa và gia súc giám đốc văn phòng cảnh sát quốc gia ông v Renison xác nhận với truyền thông địa phương rằng không ai được phép tiến vào Green David cho đến khi chúng tôi chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn. Tính đến, đến ngày 14 tháng 1, hoạt động hàng không dân dụng của Iceland chưa bị ảnh hưởng và phi trường Kelavis vẫn mở cửa bình thường. Tuy nhiên, dòng dung nham tiếp tục tràn vào thị trấn Green David và dự kiến có thêm nhiều nhà cửa cùng công trình bị đe dọa. Một chuyên gia về thiên tai của Văn phòng Khí tượng Iceland cảnh báo không đại trừ nguy cơ sẽ có thêm những khe hở xuất hiện. Chuyên gia này nói, Dữ liệu vệ tinh cho thấy ngày càng có thêm nhiều dung nham nạp vào đường hầm và có khả năng sẽ xuất hiện thêm nhiều khe hở phun trào dung nham. Giám đốc cảnh sát Renison cũng dẫn thông tin từ văn phòng khí tượng Iceland để cảnh báo dung nham có nguy cơ tiếp tục phun trào nhiều hơn nữa trong những giờ tới. Iceland có đến 33 hệ thống núi lửa trong trạng thái hoạt động cao nhất châu Âu. Đợt phun trào ngày 14 tháng 1 là sự kiện thứ 5 trong vòng 2 năm, với lần gần nhất là vào ngày 18 tháng 12 năm 2023 ở khu vực Tại thời điểm đó, đợt phun trào bắt đầu từ hệ thống núi lửa Svarcyn và ập đến Grindavik. Sau khi toàn bộ cư dân được sơ tán an toàn. Sáng ngày 16 tháng 1, bang Iowa bắt đầu diễn ra các cuộc họp kín của từng đảng trong quy trình nhằm chọn ra các ứng viên đại diện tranh cử tổng thống Mỹ. Theo trang 270 Win truyền theo dõi bầu cử Mỹ, Iowa là địa phương đầu tiên trong năm sóng nơi sẽ tổ chức bầu chọn cho đến đầu tháng 6 gồm 50 tiểu bang, thủ đô Washington DC và năm vùng lãnh thổ. Đảng dân chủ cũng họp kín nhưng bỏ phiếu qua thư và công bố kết quả vào tháng 3. Là bang đầu tiên mở màn bầu cử năm 2024, Iowa có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà ngay từ đầu cuộc đua. Do đó, các ứng viên đã vận động rất tích cực và kêu gọi người ủng hộ tham dự. Giữa thời tiết lạnh giá dự báo xuống đến âm 40 độ C, các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Đảng Cộng hòa ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump một cách áp đảo, trong khi đường kim tổng thống Joe Biden nhiều khả năng được Đảng Dân chủ đề cử. Theo tờ tạp chí Foreign, dự báo ông Biden dễ dàng vượt qua hai đối thủ là hạ nghị sĩ Dean Phillips và ứng viên Marianne Williamson, người từng vận động tranh cử năm 2020. Trong khi đó hơn 10 ứng viên tranh cử của Đảng Cộng hòa đã thu hẹp lại còn 5 người, trong đó ông Trump nỗ lực trở lại nhà trắng khi đối diện nhiều cáo buộc hình sự. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã lấy đà và đang tranh vị trí thứ hai với thống đốc Florida Ron DeSantis. Hai ứng viên còn lại là doanh nhân công nghệ sinh học Vivek Ramaswamy Cựu thống đốc Arkansas Asa Hutchinson có tỷ lệ ủng hộ khá thấp trong các cuộc khảo sát. Trong số các đảng nhỏ và ứng viên độc lập chạy đua tranh cử, đáng chú ý là ông Robert F. Kennedy, con trai cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy. Những nhân vật này được rất ít cử tri ủng hộ, nhưng có thể giành một số lá phiếu ở những bang chiến địa. Các nhà quan sát cho rằng ông Biden đang loay hoay thu hút cử tri trẻ và một số cử tri da màu, trong khi những cử tri còn phân vân tỏ ra mệt mỏi với những tuyên bố không có căn cứ của ông Trump về gian lận bầu cử năm 2020 các nhóm cử tri quan trọng góp phần quyết định cuộc bầu cử, bao gồm những phụ nữ ở ngoại ô vốn xích lại gần hơn với Đảng Dân Chủ giữa tranh cãi về quyền phá thai, cũng như cử tri gốc Phi có thể ủng hộ Đảng Dân Chủ và cử tri gốc Latin có thể ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Các vấn đề lớn nhất tác động bầu cử gồm quyền phá thai, nền dân chủ Mỹ, kinh tế, người nhập cư và chính sách đối ngoại. Trong cuộc đua vào Thượng viện, phe Cộng Hòa chỉ cần thêm một hoặc hai ghế để giành thế đa số. Thượng nghị sĩ dân chủ Joe Manchin về hưu khiến bang Tây Virginia hầu như có chiếc ghế cho đảng Cộng Hòa trong khi hai thượng nghị sĩ dân chủ tại các bang Thiên Cộng Hòa như Ohio và Montana sẽ tái tranh cử. Việc kiểm soát Hạ viện dự báo được quyết định chỉ bởi vài ghế như trong hai kỳ bầu cử trước. Ngoài ra, 11 tiểu bang sẽ bầu thống đốc trong năm nay, với sự cạnh tranh quyết liệt dự báo diễn ra tại Bắc Carolina, New Hampshire, Washington và Vermont. Theo khảo sát chung của đài NBC News và tờ Des Moines Register công bố hôm 15 tháng 1, Ông 61% cử tri cộng hòa cho rằng sự ủng hộ của họ đối với cựu tổng thống Donald Trump sẽ không bị ảnh hưởng nếu ông bị kết án trước bầu cử. Khoảng 19% cho rằng một bản án đối với ông Trump thậm chí còn khiến họ ủng hộ nhiều hơn, trong khi 18% cho rằng điều này sẽ khiến họ bớt ủng hộ. Khảo sát được thực hiện tại bang Iowa từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 1 với sự tham gia của 705 cử tri.